ta đã trải qua tù theo học cái khóa tập thạc sĩ kinh pháp, mà có lẽ là trước hết là tôi muốn xin thầy tổ chức cảm ơn thầy Châu cũng đã dành thời gian để đem đến cái bộ môn gọi là bộ môn học để cứu người đến cái châu Âu nói chung và đến cái Praha Cộng hòa Séc chúng ta nói riêng. Có thể nói là thầy Châu đưa cái môn thập chỉ để được học sang bên này là một sự rất lớn. Đấy là một cái điều hạnh phúc, không như cả hai vợ chồng già được học ở lớp ở của thầy Châu giảng và cả con gái rồi cả con rể. Cảm ơn thầy và các anh đã giúp cho mọi người hiểu được thế nào là phương pháp chữa bệnh. Khi mà được thầy chữa trị thì những cái bệnh của em nó thuyên giảm rõ rệt. Như thầy giảng ban đầu là đây là một cái bộ môn tình thương. Chính vì hiểu được cái điều đó, chúng ta học được ở thầy những điều bổ ích và chúng ta chữa cho gia đình, cho bạn bè. Không những thầy truyền bá cái phương pháp mà thậm chí liên tâm pháp này cho đến cho tất cả mọi người, mà thầy còn truyền cái tình yêu thương đến tất cả các anh chị em cũng như là mọi người ở đây gắn kết với nhau, gần gũi nhau hơn. Cái thậm chí liên tâm pháp này thì không phải dùng đồng tiền để mua mà không mất tiền, và ta chỉ dùng những cái phương pháp mà thầy truyền đạt lại thì là đã hỗ trợ cho sức khỏe rất nhiều hơn. Khi mà chứng kiến những người chữa đến đây được thầy cứu giúp thì cái sự thay đổi được hiện rõ rất chi là sung sướng, nên em càng ngày em càng thấy tin tưởng phương pháp thậm chí liên tâm pháp của thầy. Thì trước khi thầy sang Áo thì em cũng chúc thầy một sức khỏe luôn vui tươi để có thể truyền bá cái phương pháp này đi khắp châu Âu cũng như là mọi nơi trên toàn cầu. Thầy Châu không phải chỉ là thầy giáo mà thầy Châu đã mang lại cái niềm vinh dự cho chúng ta, bởi vì cái thập chỉ liên tâm pháp đã chữa bệnh cho không chỉ người Việt Nam chúng ta mà chữa bệnh cả cho những người bạn ở Séc, và các bạn rất là hoan nghênh thầy, rất là quý mến thầy. Sẽ đưa cái phương pháp này đến với các bạn Tây nữa. Và các bạn cũng nói là đây là quà của Thượng Đế ban cho chúng ta, là thầy Châu đến để chữa bệnh cho mọi người. Chỉ liên tâm pháp sẽ mang lại cái tinh hoa cùng thầy để mang cái tinh hoa cho cộng đồng chúng ta. Cho nên cái đó thật là chúng ta không chỉ là học viên, là đồng bào của thầy, mà còn rất vinh dự là thầy đã mang được cái kỹ thuật chữa bệnh đến từ Việt Nam đến cho nước Cộng hòa Séc và cho chúng ta rồi. Tôi nghĩ rằng đây là một cái rất Việt Nam, một cái phương pháp rất Việt Nam, và cái đây là cái niềm tự hào chúng ta cố gắng nhân rộng ra, cái niềm tự hào nó được nhân lên.